Bản tin Covid-19 ngày 5 tháng 6 năm 2021 của báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thêm bệnh nhân Covid-19 tử vong. Gò Vấp xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp cho công dân đi làm ở nơi khác. Hết đường chui hẻm, né chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Gò Vấp. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn tìm người từng đến siêu thị Emart Gò Vấp liên quan đến ca mắc Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Quốc phòng phun khử khuẩn Covid-19 trên diện rộng. Phát hiện 2 ca dương tính Covid-19 mới, Bình Dương tìm người đến 7 người. Cảnh sát giao thông phạt tài xế xe rượu không đeo khẩu trang giữa dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ giám đốc làm phụ bếp, nấu cơm hỗ trợ tuyến đầu chống Covid-19 ở Gò Vấp. Phần đời mưu sinh ở Sài Gòn, oan mình trong cơn hoạn nạn Covid-19. Trắng đêm, xử lý hai quán karaoke ở Đà Lạt hoạt động bất chấp Covid-19. Và rất nhiều tin tức phóng sự đáng chú ý khác. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Covid-19 ngày 5 tháng 6 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 20 giờ tối ngày 5 tháng 6 năm 2021 trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Đường link đến livestream đã được chúng tôi cập nhật ở phần mô tả và bình luận của video này.